rồi mấy chiến sĩ đã khiêng ô rồi hôn rớt thì tròn công khiêng một thi thể xuống rồi sau cả nhà khiêng xuống đây để bắt đầu mai táng. Con gái thì đang ở đây, bây giờ đồ đạc nhà nó, cả cái giường nằm nó ở kia kìa. Chồng nó thì cũng bớt ở được ở đây. Bây giờ không thấy xác cái đứa con gái ở đâu. Còn cháu thì hiện tại bây giờ là đang ở đâu? Cháu bây giờ đang hiện tại vừa đang mổ cấp cứu ở trên bệnh viện tỉnh Lào Cai ấy. Cứ thấy gì về bảo chị ơi đi sang nhà cháu ăn cơm đi, ăn cơm với cháu đi. Bây giờ đi về đi nhìn thấy đâu cháu nữa, thấy đâu nhà nữa. Như sân bay luôn một bãi bằng như thế này. Đó, bà con này đang đứng trông chờ, chờ đợi. Phía dưới đây thì lực lượng chức năng đang tìm kiếm rồi cả nhà. Đây. Người thân đang chờ, đang khóc. Đi xuống dưới nhà gạch nè. Vợ chồng đã nhiều tuổi chưa hả chị? Dạ. Vợ chồng có cháu chị nhiều tuổi chưa? Có rồi, thằng con trai lớn cứu thì... được thằng con trai. Thằng con trai hiện tại giờ đang nằm bệnh viện. Người chồng thì mất nhưng mà tìm lại được rồi và đang nằm trên đồi. Còn người vợ là cháu của chị đây là đang nằm ở dưới đống đổ nát này. Sáng sớm ra thì kiểu nhà nó bán hàng, hôm nay là trời mưa, nhưng mà như mọi lần thì người ta về lấy hàng thì chắc gọi thì dậy rồi, nhưng mà hôm nay là trời mưa trong là nó kiểu cái mưa nó không có ai về gọi vậy, trong nó ngủ muộn đấy. Nó ngủ muộn xong là chị gái thì ở dưới này xong xem ruộng nước ruộng ở đây, xong mới xem bờ lên đây thì ở cái này có cái một cái cầu, xong nhìn sang nhà nó thì cửa sắt, nhà nó hai tầng cơ, thế là bảo chưa thấy nó dậy, thế là lại lên nhà bác ở trên này, xong là bảo chơi một tí không bảo đi về thì xuống lên đây thì thấy nổ ình một phát ở trên này. Xong là gọi cũng không nghe thấy đâu, thì hôm đấy là mất điện, không có sóng điện thoại mà cũng không có mạng, xong là ấy thôi, về
bình mới phát là thấy cái nhà nó 2 tầng mà nó đứt luôn về cái chỗ cái cầu này, xong là trôi xuống đây, xong là mấy đứa về ngó ở đây thì thấy cái thằng bé học lớp 1 may mắn học lớp 1 nó nhưng mà cái nhà nó xuống lên đây là nó vỡ ấy, xong là nó cũng biết gọi bà cứu, thế là thấy cái đầu ngọc mẹ thì là lấy cái thằng bé. Còn khoảng 2 tiếng sau thì thấy chồng nó ở chỗ này, thằng chồng thì thấy từ hôm đấy thì lấy đi chôn rồi, còn hôm nay là ngày thứ 3 chưa thấy vợ ở đâu. Hay là cái đứa bé 6 tuổi mà cháu của cái chị đây phải không? Cháu của chị nhà trên đây đúng không? Bây giờ còn muốn mẹ nó chưa thấy thôi, còn bố nó thì thấy rồi. Con thì đang cấp cứu Lào Cai, còn cái thằng lớn thì năm nay học lớp 10, xong ở trên Bảo Yên ấy bị ngập, xong là không đi đón được, thì còn sống được hai em. Vậy là hai đứa con nhá. Một đứa đi học rồi không, may không gọi nhà. Đấy, đứa đi học may không về nhà, bây giờ cái chết. Cái bé mà đang nằm ở bệnh viện ở trên đây, ở bệnh viện huyện mình đấy đúng không? Bây giờ chuyển lên Lào Cai rồi. Ồ, nó mới chuyển lên trưa nay hả chị? Không, chuyển lên từ đêm hôm kia rồi, nên là bị dập phổi mà gãy chân. Bây giờ phải xử lý xong là đứt ở đầu nhiều lắm. Bây giờ phải đợi cái phổi nó ổn định thì mới bó bột đứa chân được. Dạ. Là chị là dì hả? Chị là dì, dì của chồng nó. Mỗi mình là chị em gái thôi. Đây là mẹ của cô gái, là mẹ. Đây là bà ngoại. Bà ngoại của các bé đó. Bà ngoại đó hả? Bà ngoại đó, lại hỏi bà ngoại con chị sẽ. Có xa quá cả nhà, bây giờ chỉ biết nói là mà cầu mong làm sao mà tìm được em ấy. Đây thì là đi hết luôn. Đi hết luôn đấy, may là không vào. Có vào thì cũng không kịp tránh đâu. Nó bảo cái đứa cháu nó nhìn thấy mà nó bảo nhanh lắm. Cái nổ bình một phát là thấy tung lên đây, tung lên xong là khoảng 5-7 phút sau là cánh đồng này là ấy hết rồi. Cái chỗ này mà may là có hai nhà, một cái nhà, hai nhà sàn ở chỗ này, này thì tránh được. Là không phải là biết tránh đâu, bởi vì là nhà ông nó ở đây là ốm ấy. Ốm xong nó lên trông ông. Xong là may là hết hết nhà, còn người thì còn. Một số người dân ở đây cũng đi làm phương xa là cũng thoát được. Đi xa cũng không, mỗi nhà là sót một người, hai người thì cứu được ấy, còn xóa sổ là ba nhà. Hôm nay thì xóa sổ là ba nhà. Còn đâu là còn đâu là vẫn còn người sống sót, nhưng mà xóa sổ ba nhà, còn ngoài nhà thì cứu mấy nhà được một người. Vậy là nhà ở đây, dân ở đây chỗ này là 36 hộ. 36 hộ. Khu này này 36 hộ là đi hết luôn. Bốn coi như là chạy được người là 6 nhà, 6 nhà là mất nhà chứ còn người không mất. Tổng là 120 người, nhưng mà chỉ mất 70 người thôi. Bây giờ hôm qua là lúc chiều tối thì thấy bảo là được 34 người, hôm nay cũng chị cũng không biết đâu, bởi vì về xong rồi cứ chắc nào cũng phải không phải của nhà mình, toàn của họ thôi. Nên là không đi. Là nhà mình là ở khu vực này. Đây nè, ngay chân này đứng. Không, đấy ở trên này này. Trên đó tôi trên đây. Chỗ này là suối mà hôm đấy cái đứa cháu gái nó đi xem là nó bảo là nước rất là bé thôi, không to đâu, bảo cái này là không phải là lũ, cái này là đất sạt ở trên đồi xuống, bảo kiểu như kiểu nấu cháo loáng. Nó tung một phát là nó xuống. Nổ kiểu là nó ách nước rồi bắt đầu bí khí nổ kiểu cái lòng đất nó tung lên chứ. Em thấy ngay này cái miệng núi chảy xuống đây đâu có bùn đất gì đâu. Mà nó nổ là nó ập xuống đây luôn. Trên đồi giang cơ, trên đồi giang trên kia kia. Nổ mãi trên đồi cao. Nó lở tiếng nổ lớn lắm hả chị? Có cái tiếng nổ lớn không? Có, đứa cháu nó chứng kiến ở đây mà nó bảo là ùn một phát như quả bom luôn, xong là cái khu này tung lên toàn là khói thôi. Toàn khói, xong là không biết là cái gì đâu, thế là thấy nói bảo là ùn như thế thì ngược lại thì hai bác cháu, tức là cái ông bác nhà trên này thì đi
xem ruộng xong là mới bảo là thế không về nữa, cái gì nổ thế, mới đứng nhìn thì một lúc sau thì 5-7 phút là thấy toàn bùn như thế này không thôi. Cái ông đấy thì còn sống sót còn mất vợ mấy mẹ một thằng con trai mấy hai đứa cháu. Có một nhà mà hai đứa nhỏ nó đi rồi, nói sao nó thấy mẹ nó quay lại nó bị luôn. Đây bọn nó bảo là lúc ở đấy là thấy có cái mái đấy, có một đứa bé ở trên đấy cứ gọi cứu thôi, nhưng mà có dám ra đâu, bởi vì bùn nó xô xuống này không dám ra lấy đâu. Nên xem bây giờ có hơn bùn toàn cát thì này ai biết đâu được thế. Chứ thấy như này bao giờ. Ở đây là bà ngoại đó ha. Cái này là đã xảy ra. Rồi bà ngoại. Nhà bà ngoại ở chỗ nào bà ngoại? Nhà bà ở trên thị trấn Bảo Yên Bố Giàng. Là giờ là còn con gái đang ở đây ha? Con gái thì đang ở đây, bây giờ đồ đạc nhà nó cả cái giường nằm nó ở kia kìa. Chồng nó thì cũng bớt ở được ở đây. Bây giờ không thấy xác cái đứa con gái ở đâu. Còn cháu thì hiện tại bây giờ là đang ở đâu? Cháu bây giờ đang hiện tại vừa đang mổ cấp cứu ở trên bệnh viện tỉnh Lào Cai ấy. Là giờ là ai ở trên đó để chăm sóc cháu? Có bác gái. Có chị gái của chồng của bố nó đấy. Trước mắt thì nhà mình đã được hỗ trợ những cái gì rồi hả chị? Ở đây à? Vâng. Ở đây thì cứ mãi đi tìm con ấy, người ta cũng hỗ trợ là cái đồ ăn đấy, mì tôm các thứ đấy. Còn ở nhà cô thì ở Bảo Yên cô cũng gặp hết rồi, không có cái gì ăn đâu. Ở nhà họ cũng bảo hỗ trợ nhưng mà cũng toàn về đây tìm con hết. Không là hỗ trợ để mà lấy cái kinh phí để mà coi như lo cho bé đó, thì đã có đoàn hỗ trợ nào chưa? Đi lo cho bé được hôm nọ vừa đi vào viện thì họ cho 500.000. Mà từ hôm đấy về thì cũng không biết là bác ấy trông ở trên Lào Cai, không biết là họ có cho cái gì. Bà thì cứ ở đây tìm con cũng không biết được. Thế bà có xài số điện thoại không? Có số điện thoại của bác ấy à? Bác đang trông ở trên đi. Không, của chị á, chị có xài số điện thoại không? Có số điện thoại. Chút xíu này chị cho em cái số điện thoại của chị ha. 0967. Rồi, để từ từ, rồi chút xíu này rồi. Rồi em lấy năm nay là bao nhiêu tuổi hả chị? Năm nay mới lên lớp 2, 7 tuổi. Năm nay mới lên lớp 2. Bé nhà mình với nhà trên đây là có bà con anh em đúng không? Bé, vâng có. Bé nhà chị đúng không? Là nhà nội là ở đây, nhà nội nó ở đây. Vâng, bố mẹ nó chết bây giờ, bố thì vớt được từ khi hôm kia rồi. Là đi cất bây giờ, còn mẹ con đang ở dưới đây không tìm thấy xác. Là con gái của cô. Là bà nội là nhà trên đó phải không? Vâng, bà nội lúc nãy đúng rồi, bà trên đấy, đấy bấy bà nội đấy. Đấy bà nội, cái đây là bà ngoại. Là nhà bà nội đó đúng không? Không phải nhà đâu. Nhà bà nội để ở ngoài này cơ. Vâng. Bây giờ nhà nó ở đây sập san bằng hết rồi. Thì để có gì ổn định đây rồi em liên hệ với chị Hến. Rồi coi như cũng có những cái khoản tiền hỗ trợ gia đình ha. Con không biết ở tận đâu con ơi. Giờ chị mong sao là coi như tìm thấy thi thể của người thân. Con gái tối nay đừng có một mình làm lạnh lẽo ở dưới này, nó đi với chồng của con thôi. Thằng này cái đứa em, thằng em cậu nó đây. Chị nó mất cái đứa này, đứa em gì bây giờ thì tôi chỉ có hai đứa này nữa thôi. Khi là mất rồi, cái chị cả nó mất rồi. Là tìm kiếm ở đây là người nhà mình hết á hả? Hoàn toàn ở đây, khu đây là nhà người nhà mình hết. Thằng này thì em cậu của nạn nhân, cái này đứa này em gì. Đứa này chị gái bên chồng. Cái đằng kia thì em chú, là em cô em chú đấy. Cái này là em cô, đây là em chú hai vợ chồng nó. Con kia là bác, là anh trai của thằng con rể đấy, anh trai với là chị gái ruột. Cái thằng này thì con rể nhà cô thì đứa em chú nó, em dì em chú. Còn cái thằng kia thì cháu con đứa em cô. Con đấy là con nhà bác, đây là con nhà bác. Còn anh em trong nhà này, cái nhóm này toàn anh em trong nhà này. Bây giờ tìm kiếm 3 ngày hôm nay không thấy cái thi thể của con ở đâu. Cũng phải bò vào tìm chứ không có thấy ở đâu không.
bởi vì nó toàn ở khu này, ục một phát xuống là toàn ở khu này, đồ đạc của nó ở đây hết mà, cả dân nằm ở đây mà. Bây giờ là thứ gì ở dưới chỗ con trâu này nó lấp sâu quá đấy, không thấy đấy. Khổ lắm, thương lắm con ơi. Cái khu này là trước kia là ruộng hả chị? Khu cái này có một cái suối đi, còn ở bãi tận dưới này thì ruộng thôi, còn ở trên này thì nhà hết. Một bãi ở đây toàn hộ gia đình hết mà, nhà xây, nhà sàn, mấy cái nhà xây đấy, xây nhà sàn. Con gái nhà cô thì nó bán hàng rồi, bây giờ cả cái đường đi, cái này toàn đồ của nó thôi, ở chỗ từ chỗ này đi ở chỗ Khắp Châu. Bắt chồng nó cũng ở đây. Bây giờ không thấy xác con ở đâu, hôm nay 3 ngày rồi, thấy ngày nó không thấy, hôn hỏng hết người. Thôi thì mình cũng cứ từ từ rồi, coi như mong rằng là coi như trời Phật phù hộ là sẽ thấy được thi thể của em. Là em năm nay là bao nhiêu tuổi hả chị? Sinh ngày 3 tháng 3, sinh năm 1990. À, vâng. Cũng đang trẻ ha? Vâng, còn trẻ thôi, có hai đứa con. Một đứa con đầu nó năm nay là vào lớp 10 rồi. À. Thế là cái hôm tối hôm chủ nhật đấy thì lại cho cái thằng con trai này đi lên Bảo Yên học. À. Đưa lên đấy thì về thầy giáo mới báo được nghỉ, nhưng tối hôm đấy nước là ngập cũng không đi đón được. À. Thì ở trên đấy cái thằng đấy lại sống sót được. Còn thằng bé thì ở nhà với bố mẹ. Cái lúc ụp xuống ở trên này thì người ta thấy kêu ụp thì họ thấy cái đứa bé bay ra thì vớt được cái thằng đấy. Vâng. Hôm nay đang mổ trên Lào Cai, gãy chân này xong cái đầu nó hỏng nhiều không biết có được không. Thế lại cả cái phổi cái đấy đi chụp chiếu rồi phòng dập hết rồi. Là cái tình hình sức khỏe của bé là coi như có tiến triển tốt không? Chưa biết, nên lúc ấy có chụp ảnh gửi về đấy mặt sưng to lắm. Không biết được. Đại khái là có khi giữ được mạng sống. Cũng mong sao là trời Phật sẽ phù hộ cho cháu được tai qua nạn khỏi. Quá thương lắm, thương con lắm, làm sao bây giờ cứ tìm một cái khu này xuống đây, chỗ con trâu này là chỗ đấy. Hôm qua thì thấy cái giường của nó nằm ở kia kìa, cả cái giường nhà nó đấy. Ồ, cái giường nệm, nơi chỗ nệm đó ha. Ừ, cả cái đệm đấy toàn đồ của nhà nó rồi. Là ngày hôm qua là cũng người nhà mình tìm thấy luôn hả? Hay là bên phía cơ quan chức năng họ tìm? Người nhà mình thấy thôi, thằng con dễ đấy. À. Lúc đấy chưa có hỗ trợ cái gì, hộp quan tài cũng không có. Về khắc đóng xong khắc người nhà cũng ở làng này họ chết hết, cũng chẳng có ai nữa. Nhờ được người nào ở xóm dưới này thì người ta hộ đem đi chôn thôi. À. Ừ. Lúc đấy chưa có ai vào cuộc, mấy buổi sáng 6 giờ sập thì đến trưa vớt được, chiều vớt được thì đem đi. Là sáng ngày mùng 10 á ha, là trưa hôm ngày mùng 10. Hôm thứ hai đấy. Vâng. Ừ. Cũng là sáng hôm thứ hai đấy, không biết là ngày bao nhiêu mùng 10 sao. Mùng 10. Vâng, cái hôm thứ hai. Từ hôm thứ hai đến tận bây giờ hôm nay thứ hai, thứ ba ngày hôm nay rồi. Hôm nay là ngày thứ ba. Con ơi, không hôn cái thiền ở đâu để hôm nay tìm thấy xác đi, về cho nó ở với chồng nó, vợ chồng nó thương lắm, vợ chồng nó cũng một mình là qua đó. Đến giờ là mình có thấy là báo mộng hay là như thế nào không? Báo mộng cái đứa em cô nằm mơ bảo ở chỗ này, cái đứa em cô nó, cái đứa này đấy, cái đứa cào đi ủng rồi kìa. Nó nằm mơ thấy, nó bảo thấy ở cái khu này. Cái đứa đấy nằm mơ như thế thì bây giờ muốn hộ nhau tìm như thế này thôi. À, với bắt đầu với tập trung anh em để mình tìm kiếm cái khu vực này ha. Vâng. Hôm qua nó nằm mơ bảo nó là ở dưới cái khu này. Thường qua. Nó nằm ở chỗ nào, nó nằm sâu quá, sợ cái tường nó đè. Sợ cái nhà nó trốn xuống đây thì có khi nó còn không ra đường mà đất nó lấp ở trên ấy. Đúng rồi. Lấp ở trên cái tường ấy. Lấp ở tường nó đè nó xuống đấy, nó trốn sâu. Là nhà 2 tầng à? Nhà nó 2 tầng. Nhà 2 tầng thì coi như cái tường đồ cũng rất là nhiều. Nó bùn đứt cả chân nhà, trôi cả nhà xuống đây mà. Bọn nó nhìn thấy mà. Không nhìn thấy báo mộng ở đây. Cái tôi hôm đầu tiên, cô cứ thấy nghe bảo tài. Bảo mẹ ơi, con chưa chết đâu mẹ ơi. Hay là mình nghĩ nhiều như thế không biết được. Cứ vắng vắng bên tai như vậy. Ừ. Cứ thấy vắng vắng bên tai và mẹ ơi con chưa chết đâu, cứ thấy vắng vắng nghe vào tai như thế.
Sáng hôm nay cô ở dưới giống quan tài kia, một con bướm về đậu bằng vai bên này. Xong cái lúc nó bay ra cái bãi ngô này, mình lại không nhìn theo cái con bướm nó bay đường vừa bay thế này. Lúc đấy mắt mù hết, chả biết cái gì. Bảo cái này không biết là con gì hay là con gái. Là cái là ở dưới kia là quan tài là bên phía nhà nước hỗ trợ về tập kết về đó. Vâng, về đó một đống ở đấy. Mà thằng con về nhà cô thì thấy trước chưa, toàn người nhà mình người. Cái lúc đó là mình tự túc ha. Tự túc hết. Tự túc hết, quần áo không có, không có một cái gì luôn, nhà chập này không có một cái gì luôn. Được cái áo quan nhưng là lấy chân màn các thứ quần áo cũng ở trong nhà mình cho thôi, không có cái gì đâu. Thì giờ á thì coi như trước mắt á thì coi như em lấy cái tiền chi phí rồi khi nào mà em lên thăm bé thì cái lúc đó coi như khi đặt em lên thăm bé ha, xem là cái chi phí của bé có được hội nhóm nào hỗ trợ hay không, rồi coi như cái lúc đó là coi như ta tính tiếp để lo cho bé ha. Cô cũng thay mặt gia đình cảm ơn cháu là ở bên kênh YouTube Thành Trung TV và bên Lục Tàng TV. Là hai anh em thì cũng nghe cái tin là bà con ở đây bị như vậy á, thì cũng muốn là xuống là hỗ trợ được bà con là chút nào thì hay chút đó. Thứ nhất là hỗ trợ những cái người mà đang còn sống, ví dụ như là bị thương á, thì có những cái chi phí để lo những cái việc phí đồ. Anh lấy em tiểu. À đây đây em có được. Xem anh trai nó khổ chưa đúng thì con gái đây. Anh trai à? Anh trai ruột đấy. Anh trai ruột đó là. Em cậu. Rồi. Đây là em ha. Em ruột ha. Em như đang mò dưới bùn để tìm chị gái đó cả nhà. Nhìn đúng thật sự là coi như không thể nào mà cầm được những cái giọt nước mắt. Khó lắm cả nhà, xác suất để tìm được khó lắm, không dễ đâu. Thì giờ thì cũng nhờ vào cái sự may mắn thôi. Đó. Mong sao là coi như có một cái phép màu nào đó coi như xảy ra để mình tìm thấy cái thi thể để lo hậu sự cho em được chu đáo ha. Chẳng thấy phải chẳng phải người của mình quá buồn quá đau lòng. Và khi người thân của họ nằm đang chờ trên đây để chờ mong cái tin là tìm được cái thi thể thôi là họ đã mãn nguyện lắm rồi. Đây là toàn là người thân không. Thì tập trung với cái nỗi đau đó thì cả nhà cũng có thể thấy rằng là toàn thôn, toàn xã, toàn tỉnh và toàn cái miền Bắc này đang bao trùm cái sự đau thương mất mát. Nói chung là quá nhiều cả nhà, mình không thể mình tả bằng lời được. Và khi ra đây thì anh em cũng cảm thấy rất là xót xa và không thể nào tưởng tượng được. Nó lại tàn khốc và nó ghê gớm đến mức độ. Thì trong cái giây phút này mình cũng không biết làm gì hơn. Thì có lẽ rằng cũng chỉ là những cái phần nhỏ nhỏ đến từ phía các mạnh thường quân của kênh Lục Tàng thì đã có cái sự hỗ trợ chung tay. Lục Tàng cũng chỉ mong rằng là với những cái đồng tiền này để mang lại cái sự may mắn cho gia đình, để gia đình có thể là tìm được con gái của mình trong giai đoạn này. Còn cái vấn đề mà để hỗ trợ cho bà con ở đây thì anh em đã lên cái phương án tiếp theo. Trong giai đoạn này thì Lục Tàng cũng thấy là quá thì là xót cho bên dưới cái cô mà ở đây đang tìm đứa con. May mắn là ngày một đứa cháu còn sống. Cái em trai của nó thì mò đi ấy, nhưng mà không thấy chụp ở đâu. Đấy có ba chị em ấy, thằng ấy là em cậu nó, em trai nó, cái đứa đấy là em gái nó. Toàn người nhà không thôi. Cái người nhà này toàn anh trai, chị gái ở bên ngoại, bên chồng nó đấy. Bên chồng.
anh trai chồng em cô, anh cô ruột nó, toàn anh em ruột trong nhà đấy. Dạ. Lệ bác. Thì nói chung là trước sau gì thì coi như thì thấy nó ở cái khu này, bây giờ nhà mình cứ tập trung tìm vào cái khu này thôi. Thì bên... cháu của cô đây nè là đang nằm ở trong bệnh viện Lào Cai và đang bị thương rất là nặng, bị dập phổi bị gì cô? Vâng, bị chân hôm nay mổ đầu. Mổ đầu. Vâng, cái đầu xong lại cái phổi nó bị dập xong rồi cái chân bị gãy rồi. Gãy chân. Gãy chân. Vâng. Bé đó là 6 tuổi đúng không ạ? Năm nay lên lớp 2 là 7 tuổi đấy. 7 tuổi. Vâng. Dạ. Năm nay mới vào lớp 2, giờ cũng không đi học, cũng làm gì. Rồi thì các cháu bữa nay xuống đây cũng hữu duyên và cũng chia buồn cùng với gia đình trước ha. Và sau đó thì cháu cũng xin trích cái số tiền của Mạnh Thường Quân trên kênh của Lực Tàng gửi cho bên phía cô 1 triệu ha. Vâng. Cũng chia sớt cái nỗi đau cùng với gia đình trước. Rồi sau này ví dụ như mà các cháu đã lấy số rồi thì cần khó khăn gì, cần cái sự hỗ trợ gì đó thì có thể là các cháu sẽ quay trở lại để mà hỗ trợ cho bên phía nhà cô ha. Thì cô cứ cố gắng giữ gìn sức khỏe nha cô. Và từ từ mọi chuyện nó sẽ được giải quyết thôi. Cô cũng cảm ơn. Dạ cô luôn. Con tìm thấy con. Đây cả nhà. Vâng, thì nói chung là một cái nỗi đau quá lớn đối với một cái ngôi làng. Rất nhiều hộ gia đình đã mất mát cả nhà. Giờ thì những người mà tìm kiếm được rồi á thì bên phía cơ quan chức năng họ cũng sẽ lo mai táng. Rồi hỗ trợ bên phía nhà nước thì cũng đang hỗ trợ hết mình để tìm kiếm những cái nạn nhân mà đang nằm lại cả nhà. Thì như cả nhà mình cũng được biết thì bên phía cơ quan chức năng cũng đã đưa chó nghiệp vụ đến tận hiện trường để tìm kiếm, cũng như là bên phía lực lượng quân đội, dân phòng, dân quân thì cũng đã đến đây nói chung là tìm kiếm hết sức có thể để mong rằng sẽ tìm được những nạn nhân đang nằm dưới lớp bùn đất này cả nhà. Thì cũng mong sao là có một cái sự may mắn sẽ tìm thấy. Thì cả nhà mình cũng đã được biết thì ngôi làng này là có hơn 100 hộ, hơn 100 nhân khẩu đó cả nhà. Mà sống sót thì cũng được mấy chục á, thì nghe đâu là coi như tầm khoảng cỡ 70 nạn nhân đã thiệt mạng, cũng như là đã tìm kiếm được là tầm khoảng cỡ hơn 40 rồi, thì còn tầm khoảng hơn 20 nạn nhân nữa là đang nằm dưới cái lớp bùn đất, nhưng mà giờ cũng rất là khó khăn để tìm kiếm. Vì nếu như mà ở đây mà đưa xe cơ giới vô thì cũng rất là khó, vì là cái lượng bùn đất nó khá là sâu. Nên là cũng khó, nên là phải tìm kiếm bằng bộ cả nhà. Dùng xăm, dùng bằng chó nghiệp vụ. Thì Thành Trung cũng sẽ cập nhật cho cả nhà mình nắm bắt được những cái thông tin ha. Để cho cả nhà mình được biết cùng với chia buồn cùng với những người thân đã mất đi những nấm ruột của mình ở ngôi làng này nha cả nhà. Có thể trước mắt cả nhà mình đó là một người em ruột đang mò tìm chị gái mình đó cả nhà. Đó. Thank you.
Vâng, thì Thành Trung cũng xin tạm ngừng cái video này ở đây nha cả nhà. Thì có những cái thông tin tiếp theo rồi đi đến khu nhà thương ấy, thì Thành Trung cũng sẽ quay những video để cho cả nhà mình nắm bắt hay cả nhà ha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại cả nhà thân thương thân yêu ạ.